Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ôi, có gì chơi không? Hôm nay chán quá à. Ôi, mọi người, hình như là Phong mới ra video TikTok gì mới nè mọi người, vô đây coi nè. Đâu? Sammy à, bà làm bạn gái của tôi nha. Không, tôi không thèm làm bạn gái ông đâu. Hả? Cái gì? Bà dám từ chối tôi? Thôi được. Hả? Cửa áo xanh biến hình. Hả? Cái gì? trời đâu ra cái video trẻ trâu dữ vậy trời. Trời ơi, thời đại nào mà còn làm mấy cái clip này nữa. Cái gì mà khứa áo xanh vậy, quê mùa quá. Trời ơi, giờ người ta là khứa áo đỏ rồi, ai khứa áo xanh nữa trời. Hay cứ vô từ bà lạc quan lên em ơi. Dù bà không yêu thương tôi sao nước mắt cứ rơi. Ôi, phóng cận tới gì? Khứa áo xanh biến hình. Bà thấy tôi biến thành cửa áo xanh nhìn có đẹp trai không? Trời ơi, đẹp trai quá trời đất luôn. Để đứng yên thì tôi selfie vài tấm tôi treo đầu giường quay. Trời ơi, ngủ ngon gần chết rồi. Trời ơi, Sam à, bình tĩnh. Cứ từ từ một tí nữa. Phong sẽ quay TikTok chung với Sam. Đó, giờ Phong biến hình thành cửa áo xanh rồi. Trời ơi, mấy bạn nhìn nè. Cái tay, cái chân của mình nó dài, thòn lòn. Mà nó ốm như ốm nhắc luôn. Trời ơi, đây là body mà tôi mong muốn nữa bạn. Đó, trời ơi, quá là ngầu luôn. Hey, mấy bạn thấy mình biến hình khứa áo xanh như thế nào? Bạn thấy đẹp hay không? Nhớ bình luận xuống cho mình biết nha. Chứ mình thấy mình biến hình khứa áo xanh hơi bị xịn luôn bạn ơi. Ôi, thấy vậy? Trời ơi, khứa áo xanh là biết chạy đó nha. Ông chạy nhanh không? Chạy nhanh. Ôi, tất nhiên rồi, coi tôi nè. Hãy cứ dù từ hòa lạc quán lên em ơi. Dù hòa không biết hương tôi sao nước mắt cứ rơi. Đúng trẻ trâu thôi, trẻ trâu quá. Mọi người nói chuyện gì vậy mọi người? Khứa áo xanh ngoài đời. Ủa gì vậy mọi người? Không ngờ mọi người cũng nhận ra tôi sao? Đúng vậy. Xin tự giới thiệu mọi người, tôi chính là khứa áo xanh phiên bản Minecraft. Đẹp trai chưa? Cái này giọng không cận mà bà. Ờ thì tôi nè. Chào mọi người, đây là Phong Cận đẹp trai khứa xanh. Phong ơi, sao em lại tự hào quá vậy? Mọi người đang bảo nó trẻ trâu lắm rồi. Mười. Trẻ trâu lắm hả Phong? Cái bộ đồ này Phong mặc là Phong hay mặc để quay TikTok nè mọi người. Hèn gì hồi nãy giờ mình cứ thấy nó trẻ trâu thế nào á. Cho điện thoại còn luôn nè. Mấy người đừng có xem thường tôi nha. Mọi người không biết rằng là khứa áo xanh bây giờ đang hơi bị hot trên TikTok mà. Tôi là hôm nay là tôi cosplay thành khứa áo xanh đó. Sammy khen tôi đẹp trai, tóc mái đồ kiểu này. Phong ơi, Phong biết tại sao nó hot không? Tại vì là xấu, nó xấu mà nó xấu đau, xấu đớn. Xấu một cách người ta không chấp nhận được nên là người ta mới hot, nó mới hot á. Không, chứ có phải là đẹp trai đâu. Ủa, nè, đừng có nói vậy nha. Riêng em á là em thấy khứa áo xanh hơi bị đẹp trai luôn á, đã cao nè, còn ốm nữa. Trời ơi, còn để tóc mái nhìn như là mấy anh gọi là hot boy vậy á. Trời ơi, nhìn cái tóc là trời ơi ngầu. Đẹp, Phong ơi. Cho chị cái coi. Nói thiệt cái bạn luôn á là bạn nên gọi là dẹp cái bồ rồi đi. Mình để vậy á là nó mất thẩm mỹ của làng mình lắm. Người ta đi ngang người ta nhìn, người ta đánh giá nó ngại lắm bạn ơi. Ơi nè. Được rồi, bây giờ nè em nói mọi người nghe nè, nếu như mọi người không tin rằng là em là người có sức mạnh đặc biệt á thì ngay bây giờ mấy bạn fan nè, mấy bạn hãy nhấn vào trong nút đăng ký và nhấn vào nút like ủng hộ cho mình để mình có thể triệu hồi được những sức mạnh đặc biệt trong Minecraft nào. Mấy bạn có 3 giây để nhấn vào nút like và đăng ký nha. Ok, 3, 2, 1. Trời ơi, cảm ơn mấy bạn nhiều. Giờ mấy bạn của mình đã được tiếp thêm sức mạnh rồi. Cảm ơn mấy bạn. Bây giờ nè, trong 3 người có ai dám ra đây thi đấu với tôi không? Mấy người chơi tôi xấu, chơi tôi trẻ trâu vậy, có ai dám thi đấu với tôi không? Hả? Để em chị ơi, mấy cái việc này nó nhỏ lắm, không cần chị để tâm đâu. Ừ, để mình nè bạn. Yên tâm đi Sammy, khứa áo xanh sẽ làm cho Sam tự hào. Mấy cái người này, mấy người dám xem thường tôi. Mấy người dám xem thường tôi đúng không? Sammy quay clip lại đăng lên TikTok nha Sam. Đây, bằng chứng nè, để quay ai thắng nè. Môi, chị cầm cái clip này, chị cầm cái điện thoại này. Rồi ok, chuẩn bị 3, 2, 1, quay. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đại chiến với khứa áo xanh. Tôi sẽ biến khứa áo xanh trở thành khứa áo xanh cỏ, ok. Ok, mọi người, hôm nay tôi là Phong Cận khứa áo xanh. Còn kế bên tôi chính là khứa áo đỏ Kairon. Hôm nay á là tôi sẽ cho Kairon
chảy máu mũi màu đỏ luôn. Tin nó. Được, vậy để coi ai hơn ai nè. Bây giờ đó các bạn nha, mình sẽ cùng với Kairon hai đứa mình sẽ thi đấu với nhau để xem coi liệu rằng là khứa áo đỏ Kairon và khứa áo xanh không cần ai mạnh hơn. Mấy người dám xem thường tôi, ok, được rồi, chúng ta cùng nhau thi đấu thôi nào, let's go. Hãy cứ dù từ lạc quan anh em ơi, dù à không yêu thương tôi sao nước mắt cứ rơi. Khứa áo xanh không cần cái gì, bạn sẽ không thể nào thắng được mình đâu. Kairon à, bạn tưởng là bạn cầm hai cái kiếm ở trên tay vậy là mình sợ bạn sao? Không có chuyện đó đâu. Có giỏi nhà dưới đây, mình nói bạn biết mình là khứa áo xanh, mình không sợ ai đâu. Khứa áo xanh á, trời ơi, giỏi gáy trên tót tót rồi thôi. Còn bây giờ nhìn nè, đó để chờ. Bạn thấy mình múa giỏi thật chưa? Đó, chơi thật ngoài đời nó phải vậy nè. À, múa hả? Được rồi, vậy thì nhau vô. Chua, còn bây giờ thì hãy xem đây. Chua đi cả, khứa áo xanh là ai ai một cái gì? Bày đặt múa hả bạn? Múa kiếm kiểu nào cũng sẽ thua súng thôi. Ủa, đi, chơi ăn gian kìa. Trời ơi, sao tự nhiên vô đây cầm kiếm mà mày cầm súng? Ủa, tính ra là luật chơi á là đâu có yêu cầu là dùng kiếm hay dùng súng đâu. Ủa, tính ra tự nhiên bạn dùng kiếm làm gì? Mình cứ súng thì mình dùng súng thôi, đúng không trọng tài? Đúng không trọng tài? Ôi, Phong cần mãi đến khứa xanh, mãi đến I love you. Không, phản đối. Ủa, phản đối gì? Phải chơi công bằng. Ủa, gì kỳ vậy? Rõ ràng người ta chơi đúng luật rồi là đâu có kêu ấy đâu. Đúng rồi. Tặng hoa. Cảm ơn. Ra là ban đầu kêu là đấu tay đâu, giờ phải dùng tay với cây dùng kiếm mà cũng ăn gian rồi. Đúng rồi. Được rồi, bây giờ nếu như mọi người không chịu đúng không? Ok, tôi quyết định là trận này không tính luôn. Bây giờ chúng ta đến màn thi tiếp theo nè, màn thi khác nè. Rồi, ok, để xem coi ai VIP hơn ai, cái đó chịu không? Chơi luôn bạn, mình phải gọi là đấu lại một trận công bằng, ok? Trời ơi, vậy mà cũng bày đặt múa. Thôi được rồi, múa kiếm với chúng tôi hả? Được rồi, ok, chúng ta cùng nhau đến với trận thi đấu thứ hai nào, liệt cô. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ thì sẽ là trận đấu thứ hai giữa khứa áo xanh và Kairon TV nha bạn. Để coi ai thắng nè. Hồi nãy Kai không phục mình các bạn. Ok, ủa mà cuộc thi gì mà tự nhiên đưa cho em cái cúp gì vậy rồi? Ủa làm cuộc thi gì ạ? Rồi, cuộc thi lần này của chúng ta đó chính là ai tìm kim cương nhanh hơn chỉ là người chiến thắng. Trời ơi, tưởng cuộc thi gì này, dễ quá là dễ là gì? Đi tìm kim cương. Đúng rồi, tìm kim cương. Trời ơi, em đâu có biết đi tìm kim cương đâu rồi. Chị ra cái thử thách gì khó quá vậy? Bởi vì cái chị em mình. Cái này em không làm được đâu. Em làm được. Trời ơi, có mỗi cái việc mà tìm kim cương thôi mà Kai cũng sợ nữa. Vậy là thua rồi Kai ơi, thôi, thua rồi. Em đi ra đi. Vậy là bây giờ Camu sẽ đấu với em đúng không? Chứ còn gì nữa, khứa áo xanh làm sao mà bằng khứa áo xanh làm sao bằng được khứa áo lục được. Ok, được. Vậy thì bây giờ Camui sẽ thay thế Kairon đấu với mình nha bạn nha. Hồi nãy đấu với Kairon, mình thắng Kairon nè. Giờ đến coi mình đấu với Camui nè. Camui cũng xem thường mình lắm mấy bạn ơi. Bảo là khứa áo xanh không có mạnh. Ok, được. Để xem coi ai hơn ai nè. Quên nữa bạn ơi. Mấy bạn, ngay lúc này, nếu như bạn nào mà đã nhấn like rồi và nhấn đăng ký rồi thì không cần nữa. Còn bạn nào mà chưa nhấn like, chưa nhấn đăng ký, hãy nhấn like và đăng ký đi. Để tiếp cho mình thêm sức mạnh để mình thắng cuộc thi đào kim cương này với Camui nha. Ok, các bạn nhớ nhấn like nha bạn. Nhấn like chưa? Nhấn like rồi đúng không? Rồi ok, tiếp tục nào. Được rồi, bây giờ em sẽ đấu chung với Camui. Thì bây giờ nhiệm vụ là tìm kim cương thôi đúng không? Đúng rồi. Được rồi, vậy thì bây giờ ai đếm bắt đầu đi. Bọn em bắt đầu tìm nè. Ai đã, chuẩn bị nè. Cuộc thi chi tìm kim cương của áo xanh với chị khứa lục. 3, 2, 1. Rồi, ok, bắt đầu đúng không? Ủa? Em lại vinh quang cho đất nhà, cho đất nước đi Mui ơi. Ủa Camui chạy đâu xa dữ vậy trời. Tôi không cần đi đâu xa hết. Tôi chỉ cần đứng ở đây thôi là tôi thắng rồi bạn ơi. Bởi vì chắc sao? Chắc chắn rồi. Bởi vì hồi nãy các bạn đã nhấn like, cho nên là mình đã có cách, đã được tiếp thêm sức mạnh rồi. Hãy xem mình đây. Sức mạnh của khứa áo xanh. 3, 2, 1. Hãy cha. Bùm chiêu. Tên 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 tên. Đó mấy bạn ơi, bạn thấy gì chưa? Đây chính là sức mạnh của khứa áo xanh đó bạn.
mấy cái người phàm như mấy người làm sao mà thấy được, chỉ có khứa áo xanh như tôi mới thấy được thôi. Mấy bạn fan đang xem video bạn cũng thấy mà đúng không? Thế giới của mình nó đã biến thành trong suốt nè bạn ơi. Mình có thể nhìn xuống ở bên dưới, mình có thể thấy được ở bên dưới lòng đất của chúng ta có cái gì ở bên dưới. Ví dụ như bên này nè, đó, mình thấy có cục sắt với cục than ở bên dưới kìa bạn. Đó, vậy là coi như là mình sẽ dễ dàng tìm ra kim cương rồi. Cả Mui kỳ này thua mình chắc rồi. À, Mui ơi, à, Mui kiếm kim cương được chưa nhờ? Mui kiếm được gì kim cương nào chưa nhờ? Hả? Sắp rồi, đang chui xuống, Em tin chị sẽ làm được. Em tin chị sẽ làm được. Ok, được, vậy tới lượt tôi nè. Tôi đào xuống. Trời ơi, sức mạnh của khứa áo xanh đào hơi bị nhanh luôn. Ok, tôi sẽ nhìn qua nhìn lại coi chỗ nào có kim cương nè. Chỗ nào kim cương? Ui, đấy, thấy rồi. Trời bạn ơi, mình có thể nhìn xuyên lòng đất cho nên là mình dễ dàng thấy kim cương các bạn ơi. Ok, đào qua. Trời ơi, mình đào hơi bị nhanh luôn nha các bạn nha. Đó, đào qua nè. Trời ơi. Mui ơi, bây giờ chị đào bao nhiêu mà không thấy luôn á. À, Mui ơi, em nghĩ là chắc là em chắc là em thắng rồi Mui à. Em tìm thấy kim cương rồi Mui ơi. Trời ơi, sao mà em thấy được? Ủa gì? Phải không? Ủa, gì hả? Khứa xanh tìm được rồi hả? Ờ, tôi chui xuống lòng đất nè, không tin mọi người. Không tin mọi người chui xuống cái chỗ mà hồi nãy tôi mới đào đi rồi xuống dưới đây với tôi nè, cho mọi người xem thử. Trời ơi, mọi người là không tin nữa bạn ơi. Trời ơi là trời. Xuống đây. Qua đây à, đây, qua đây nè. Đang xuống mọi người, làm sao mà kiếm được. Ôi ơi, sao nhanh quá vậy? Thấy gì chưa? Kim cương nè. Vậy à, tôi xin phép là tôi thắng nha. Ôi ơi, ok. Em tìm được 4 viên kim cương rồi. Thôi rồi Sam ơi, Phong tặng cho Sam hết kim cương rồi nè. Đó, trời tặng cho Sam á. Trời ơi, Phong đẹp trai hay chưa, đừng có khinh thường thứ sắc nghe. Hey, bây giờ tôi không tin kết quả này, tôi không tin. Đề nghị thi lại. À, đề nghị thi lại nữa, thiệt luôn á. Mấy cái người này cố chấp ghê các bạn ơi. Thôi không có tin thì cũng phải tin thôi, tại vì tôi cũng đã thắng rồi. Vậy là coi như là 1-0 nghiêng về đội của Phong cận áo xanh. Còn ai muốn thi không? À, Kairon thi xong rồi nè, Kamui cũng thi xong rồi nè. Vậy Rô có muốn thi với em không? Rồi, anh phải sử dụng khả năng của mình không? Chơi với sợ vậy? Ok, được, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuộc thi giữa Phong Cận và Siro. Này, ok bạn ơi, bây giờ sẽ là màn gọi là solo giữa Phong Cận áo xanh và Siro official nha bạn nha. Ủa mà khoan từ, hồi nãy em nhớ là bọn mình đã thi solo đánh nhau BBB rồi mà sao bây giờ mọi người lại quăng cho em cái kiếm nó vậy? Ủa, đừng nói đánh nhau nữa nha. BBB rồi mà, giờ BBB nữa hả cậy? Siro, từ từ, bình tĩnh, trời ơi. Hồi nãy BBB, nhưng mà khứa xanh anh Giang. Ủa, bây giờ á, chúng ta BBB lại. Tại vì Siro biết sao không? Go là người giỏi BBB nhất mà, khứa xanh đúng xanh rồi lại. Bây giờ là chốt cả luôn là sử dụng vũ khí nào này, không được phép làm gì này. Đó, đấy, đúng rồi, mình chơi cân bằng mà. Của tôi không bao giờ chơi gian, của mấy người gà thôi. Đúng rồi, Sammy nói đúng nè. Tại mấy người gà thôi. Thôi được rồi, vậy bây giờ nếu như mọi người vẫn muốn BBB tiếp á, ok, tôi chấp nhận luôn. Rồi nhưng mà Rô dùng bằng kiếm kim cương luôn hả? Trời, chơi kiếm kim cương luôn chứ trời, nói quán BBB không ngán một ai á. Trời, chết rồi mấy bạn ơi, thôi xong mình rồi, ông Siro là ông hơi bị mạnh luôn á, ông BBB cực kỳ giỏi luôn á bạn. Bây giờ làm sao mình thắng được ta? Không sao, mình là khứa áo xanh mà, cái gì mình làm không được ở trong Minecraft. Được rồi, vậy thì bây giờ sẽ như này nha, như thế này đi. Siro sẽ dùng bằng kiếm kim cương thì em cũng sẽ dùng bằng kiếm kim cương luôn. Vậy là bây giờ là chỉ được dùng kiếm kim cương thôi đúng không? Đúng rồi. Được, vậy thì hãy xem em đây, em chỉ dùng kiếm kim cương thôi chứ em không dùng bằng kiếm gì khác ở nhà. Coi nè, 3, 2, 1, sức mạnh của khứa áo xanh hồn biến quần chiều lên 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 tèm. Cái này trời, cái tiếp bự hơn từ khứa áo xanh luôn. Chơi game kỳ vậy. Ủa, tính ra tính ra mọi người yêu cầu là chỉ được sử dụng kiếm thì em sử dụng bằng kiếm kim cương nè, có khác gì đâu. Đúng không? Phong ơi, tưởng tượng Phong ơi, ông chém là bay đầu tôi đứng xa xa cho nè, nó đứng xa xa vô đó. Sao? Đó thôi thôi. À go, nó nghe nè. Kiếm này nó nặng lắm, khứa áo xanh nó đánh không nổi đâu. Mình cần cái này lợi thế không? Bạn à. Bạn à, bạn sai rồi. Tôi biết là cái kiếm này nặng cho nên các bạn hãy nhìn hai cái tay của tôi đi. Cái tay của tôi hơi bị cơ bắp luôn nha. Trời ơi trời. Bây giờ nè, tôi chấp một lần 3 người luôn, một mình tôi thôi. Đó, mọi người lấy kiếm đi. Tôi là khứa áo xanh mà.
Trời ơi, trời ơi, trời chị đứng cổ vũ, chị đứng cổ vũ được không? Chứ còn đồng một cái áo xanh kia nó sợ rồi. Trời luôn, khứa áo xanh, hai người luôn nè. Ok, rồi, vậy thì nhào vô. Một mình khứa áo xanh chắc hết. Nhào vô. Cố lên, đen lên, cố lên, cố lên. Hãy xem đây, cài đòn, xử cài đòn trước nè. Còn Siro, Siro nè, Siro. Cao quá. Em có muốn không? Chị không, 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 chị không, chị không tới đây. Mùi đây. Mùi đây. Chị không tới. Mùi đây. Mùi, mùi đứa. Mùi chạy đâu cho thấy cái mùi. À, muốn chạy đúng không? Vậy là chị quên mất là sức mạnh của khứa áo xanh là chạy nhanh rồi sao? Hơi, sức mạnh chạy nhanh, khứa áo xanh chạy siêu nhanh. Hay cứ vô từ và lẹt quen lên em ơi. Dù là không có hương tôi sao nước mắt cứ rơi. Mùi ơi em đổi thế nè Mùi ơi. Mùi ơi chạy đi. Chạy nè, chạy nè, chạy nè. Làm sao thắng được. Chị không thể nào sống được. Đấy, hay chưa tôi nói ông ngầu mà thấy chưa. Quá là ngầu luôn. Tất cả những kẻ xem thường cứu áo xanh đều đã bị trừng trị. Mấy bạn thấy cây kiếm của mình ngầu không mày? Ông ơi. Gì vậy? Cây bị gì á? Ủa cây bị gì vậy? Ông đuổi kiếm đi cây luôn luôn kìa. Trời. Ủa hai anh chị là ai vậy? Trời chết rồi bạn ơi, cây kiếm của mình to quá, mình gõ cay cái xong cây mất trí nhớ, cây lùng lại luôn bạn ơi. Thôi gõ thêm cái nữa. Ủa mấy anh chị ơi. Ủa. Thôi Sam ơi, tôi nghĩ là thôi mặc kệ cây đi Sam ơi, tôi thấy tội nghiệp cây đôn quá. Thôi tôi nghĩ là tôi chị ơi. Em đói quá. Nhìn em ăn nhới. Thôi 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 thôi, em đừng đi theo anh, em đi đi, em đi đi. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mọi người đã chịu thua chưa? Hả? À, mọi người sợ tôi chưa? Chơi không? Không chơi được đúng không? Ơi, ông đừng đánh theo tim heo tim quay chiến nhớ bây giờ. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay khứa áo xanh không cần tin nhưng đã giành chiến thắng. Và tất cả mọi người đã thua mình. Đã nói rồi mà, đừng bao giờ gọi là khinh thường khứa áo xanh hiểu không? Hãy cứ vô từ và lạc quan lên em ơi. Đó. Ok bạn ơi, và mình nghĩ rằng là video này cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều từ nãy giờ đã nhấn vào nút like, 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 like ủng hộ cho mình để tăng cho mình thêm sức mạnh của khứa áo xanh nha các bạn. Mình hơi bị mạnh luôn các bạn ơi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa sao Sammy ngồi xe lăn rồi? Ủa gì vậy? Trời ơi. Ok bạn ơi, và nếu như bạn nào mà muốn mình còn làm thêm nhiều những video mới hay hơn về khứa áo xanh ở trong Minecraft nữa thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới và nhấn nút like cái video này. Mình sẽ làm tiếp những video mới về khứa áo xanh trong Minecraft cho bạn xem tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Are the king, hello team, hello team.